channel của tôi, Galaxy. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn trải nghiệm cái vị tướng đó chính là Mina. Vâng, một cái vị tướng phải nói là trông rất là hầm hố và rất là sexy luôn. Vừa hết sexy vừa hầm hố, và cái đặc điểm nhận dạng của cái vị tướng này đó là một cái lưỡi hái rất là khủng bố luôn. Trông rất là đẹp, rất là hầm hố. Và cái vị tướng Mina này đóng cái vai trò trong team đó chính là vai trò đỡ đòn, cũng như là có cái đặc điểm khống chế rất là mạnh mẽ. Với cái bộ skin phải nói là vô cùng ảo diệu của mình. Thì nội tại của Mina đó chính là khi mà các mục tiêu ở gần đó mà gây sát thương cho cô nàng, thì cô nàng sẽ có một cái gọi là nội tại tăng cái cơ hội phản công. Cái nội tại này nó giống như kiểu là sẽ bị động xuất ra một cái skin giống như kiểu skin xoay lưỡi hái của Mina, sẽ tung lưỡi hái và gây sát thương ở những cái kẻ địch xung quanh. Đấy, còn skin 2 của Mina đó chính là lưỡi hái tử thần. Khi mà tung ra cái lưỡi hái tử thần này thì Mina sẽ móc những cái đối phương ở trong cái một cái đường thẳng, móc về vị trí của Mina và gây ra một cái hiệu ứng, đó chính là hiệu ứng Drone, làm chậm rất là khó chịu luôn. Và cái skin cuối cùng của Mina đó chính là ma lực bóng tối. Cô này sẽ ép tất cả các kẻ thù ở gần đó phải tấn công mình trong vòng một lượng thời gian nhất định, và những cái sát thương được gây ra bởi những kẻ thù khi mà bị Mina mê hoặc sẽ được giảm đi 50%. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm cái vị tướng Mina này. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu hạng đi. Có lẽ là mình sẽ chơi đấu hạng rồi đấu đơn. Ok, vào đấu luôn. Đấy thì rất cảm ơn những các bạn đã đóng góp cho mình cách chơi cũng như cách lên đồ của vị tướng Maganga trong video clip lần trước. Thì nói qua một chút là khi mà mình chơi cái game MOBA bất kỳ nào đó thì mình cũng không thích cái kiểu lên gọi là lên đóng khung, với là trận nào cũng lên như vậy, trận nào cũng lên như thế, mà mình thích lên theo kiểu biến hóa, cũng như là mỗi một game mình sẽ đánh theo một kiểu khác nhau. Ok rồi thì mình thấy là rất nhiều người khi mà chơi game Liên Quân này thì không chọn cái vị trí đi rừng, thì mình thấy khá là đáng tiếc. Đấy, thì có lẽ là mình sẽ chọn vị trí đi rừng để cho anh em có thêm cái tài nguyên ở những cái len đấy, cho đỡ phải cãi nhau. Rồi, như vậy là bên mình đã có xuất hiện là đây có thể thấy là Van Helsing, rồi Maganga, Hanea và Omega. Rồi mình sẽ đóng vai trò là đi rừng. Ok, như vậy là bên bạn điểm qua một chút là có rất là nhiều vị trí tướng gây ra những cái sát thương phép thuật rất là mạnh. Cho nên là trận đấu này có lẽ là mình sẽ phải sau khi lên đồ rừng thì có lẽ là món đồ đầu tiên mình lên sẽ là món đồ kháng phép. Đây, Vega này, rồi Rishi này, cũng như là Kali ạ. Vâng, Kali. Kali là ba vị trí tướng mà nếu mình nhớ không nhầm thì là ba vị trí tướng gây ra rất là nhiều cái sát thương phép đó. Rồi còn chắc là Zone này thì anh chàng này chắc là trông kiểu cầm cung này chắc là sát thương vật lý rồi. Rồi bên họ cũng có Mina luôn. Mina của bên họ cầm theo cái đường support à. Ok, rồi mình sẽ lên đồ đi rừng. Cộng skin 1. Và cái bùa lợi mình ăn đầu tiên cho cái vị trí tướng Mina của mình, đó chính là bùa lợi cái con bùa đỏ. Giúp tôi ăn bùa được không các bạn trẻ? Holy shit, không ai giúp mình ăn bùa luôn. À, có Omega. Tốt quá. Thôi, đi bớt đi bạn ơi. Thôi. Quá đủ rồi nha. Rồi giúp nhiệt tình quá. Thanh niên giúp mình đến cuối cùng luôn mà. Giúp theo kiểu là mày không ăn được thì bố mẹ ăn ngay. Vâng, tuyệt vời, rất cảm ơn bạn. Rồi như vậy là đã có xuất team đầu tiên dành cho team xanh, tức là team của mình đấy. Tuyệt vời, hốt luôn con này. Vâng, bây giờ là đến bùa xanh.
hốt nhanh, mình hốt nhanh cái mùa xanh này. Hốt. Ồ, trên top hình như là đang có liên hoan gì đó. Rồi, xong. Đây mình ăn lấy cái con giống như là con trôn này. Trôn. Có lẽ là lên đồ rừng ấy thì mình sẽ chỉ lên một nửa thôi các bạn. Mình sẽ không lên hoàn thành cái đồ rừng cho lắm. Rồi đào phi tích là một cái item tiếp theo mình lên. Mình sẽ tìm cho con này. Giết. Mẹ. Nam rừng mẹ các bạn ạ. Chửi mình ngay. Bồ đỏ ra luôn, quá ngon, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Cố lên. Trên top hình như không có ai giữ top kìa. Holy shit. Mình sẽ lên top xem thế nào. Anh chàng quyết định AK. Anh nên không chịu bị mút mất ra. Rồi mình sẽ lên kịp không đây? Kịp các bạn. Ôi trụ vẫn còn chấm máu. Không sao. Rồi, đây. Rishi à. Nào Rishi ra đây. Rishi ra đây. Ôi giời ơi, cứ bình tĩnh thôi. Vâng, tuyệt vời. Quánh, giết. Chạy rồi, không chạy được rồi. Như vậy là mình đã lên xong một nửa đồ rừng rồi. Thế là mình sẽ dừng. Mình không lên thêm nữa. Mình sẽ lên một cái đồ phụ, đó chính là một cái giáp thép. Ok. Rồi, đóng xong cái giáp thép này anh em. Mở gan gà cũng vừa lên bản điểm số à? Quá nhỏ cho bạn. Rồi khu vực đường bốt, đang có biến. Rồi Mina đã tìm được cái thanh niên ở dưới bốt rồi. Quá nhỏ. Cái gì vậy hả Mina? Giết Mina trước rồi. Giết đến thanh niên này dễ giết rồi. Nằm xuống đi. Thôi còn làm cái gì nữa. Vâng, tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ lên một cái đai kháng phép. Ok. À, tiếp tục. Mình sẽ đi ganh mít. Ái da, thanh niên này gọi là thanh niên lết đây. Nào nằm xuống đi bạn ơi. Bạn trẻ. Vâng, đánh đi. Vâng, tuyệt vời, lên bảng điểm số. Rồi đường top, đường lại là top. Vâng, lên top luôn. Không gì phải xoắn cả. Đậu phụ. Có đánh nhau. Cô đánh nhau này. Rồi rút. Van Helsing đã ở đằng sau rồi. Mình sẽ không sợ mấy thanh niên này. Á đủ. Giết. Vâng, tuyệt vời. Nào. Ngon. Tuyệt vời. Như vậy là tình huống mình đã gọi là tô kéo và tò đưa thành công. Rồi để giúp cho Van Helsing anh ta có thể hốt được cái mạng đó. Quá ngon luôn. Rồi như vậy là một cái giáp thép đã được đóng thành công. Cái đai thép này sẽ giúp cho mình có một cái lượng máu rất là nhiều. Đây, cộng 700 máu nha các bạn. Và cộng 110 giáp. Nếu chịu các thương thì tướng địch sẽ được hồi 4, mình sẽ được hồi 4% lượng máu trong vòng 2 giây. Rồi. Thanh niên này. Giết. Chết. Vâng, tuyệt vời. Giải quyết trong một nốt nhạc luôn. Mình sẽ đi ăn cái bùa gì đó. Rồi. Mình sẽ lên cái giày chạy thật là nhanh, giúp cho anh em có thể gọi là rất là nhiều thứ. Ô, khu vực bốt sao lại có thể nát được cái nút kia nhỉ? Rồi. Không sao, bốt đã có Van Helsing rồi. Mình sẽ tiếp tục lên đây.
ấy, thì sau khi lên cái đai này mình sẽ lên cái huân chương choi. Bướm này. Ô đậu phộng. Ui 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 đau quá. Nào. Các bạn tung hết skin rồi đúng không? Tung hết skin rồi đúng không? Không sợ đâu cái. Nào. Tuyệt vời. Vâng. Bạn nào xinh anh ta có làm được gì không? Ừ, thôi sao? Vâng. Tình huống còn quá là ít máu. Nhưng mà khi thấy Van Helsing thì mình đã gọi là quá tự tin vào thiên nhiên Van Helsing này. Nên bạn yếu số điều không thể tránh khỏi. 1.220 tiền nữa thì mới đủ để lên một cái huân chương thành choi. Rồi mình sẽ ra giúp đồng đội ở khu vực đường tốt. Rồi đường tốt lại chết rồi. Rồi giết luôn, kill luôn hai thanh niên này. Đậu phộng, chạy đi đâu. Vâng. Không thể chạy được trong tình huống đấy nữa rồi. Rồi sự tốt hình như là bên sự tốt bên họ vẫn còn nguyên vẹn luôn. Thật là ảo diệu. Rồi mình sẽ giết cái thanh này. Rồi ôi, thoải mái đi bạn ơi. Thoải mái đi. Ủa đau thế. Vào đây. Van Helsing giết. Rồi tuyệt vời. Vậy là Van Helsing đã ăn được bạn rồi. Quá ngon. Rồi mình sẽ về để di nghe đây. Và lên hoàn thành cái huân chương thành choi. Vâng, với việc lên xong cái huân chương thành choi này, mình sẽ tiếp tục lên đây. Đây cái món đồ này. Đấy, diều Hyoga. Đấy. Đấy, mình sẽ lên này. Má bốt lại có chiến trận xảy ra. Nào, thanh niên này đúng không? Giết luôn. Rồi ra đây bao nhiêu tôi cân hết nhá. Tôi không ngán bất cứ thanh niên nào. Rồi không chạy về này. Ôi, không lên đi bạn ơi. Sao để xoắn nhỉ? Quay lại đây. Chạy đi đâu. Vâng, chết ngay lập tức. Mina bên đội bạn đã được một vé về thành dưỡng sức. Ok, mình đã sắp lên hoàn thành cái diều kia rồi. Ok. Không chạy nhanh là chết này. Rồi, thanh niên liều mình như chả có. Cố gắng ăn xong con nhện tộc này. Đấy, với việc lên xong cái này rồi thì mình chỉ cần 1.000 tiền nữa thôi là mình sẽ lên được xong cái diều. Thì mình sẽ giết con nhện này. Rồi xong chú nhện. Bây giờ đến chú bần lưu. Chú bần lưu. Nếu mà một chút quảng cáo, đó là nếu anh em mà cảm thấy thích xem những video mà mình sản xuất về cái game Liên Quân thì nhớ để lại like, cũng như share và subscribe để ủng hộ mình tinh thần thôi, để mình tiếp tục làm cái series về cái game Liên Quân Mobi này nhá. Đấy, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Và anh em có đóng góp gì về cách lên đồ tướng, cách chơi, cũng như là anh em muốn cùng mình trải nghiệm cái tựa game này thì mời comment ở phía dưới video nha. Rồi như vậy là tốt. Ôi trời ơi. Chạy vào rừng bạn ơi. Chạy đi đâu. Giết nó. Này, không thể nào tha thứ. Vâng. Rồi. Chạy đi đâu. Thả cô nàng này. Tôi đã mất các phép rồi bạn ạ. Cho nên là bạn đừng có mong chờ cái điều gì nữa. Luôn đẹp đẽ ở cái trận đấu này nữa. Vâng. Với việc đóng rất là nhiều cái rắc cho mình rồi thì bây giờ vị trí tướng Mina mình phải nói là cũng rất là cứng rồi các bạn. Thì một cái nữa là trụ ở trong cái game Liên Quân này mình cảm thấy là nó rất là giấy. Anh
anh em mình tút 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 bác bạn và chị vợ ngay đấy, lại có đánh nhau ở Mỹ này. Ra Mỹ, ra Mỹ, ra Mỹ. Rồi chờ tôi liên hoan với liên hoan sắc thịt. Vâng, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi hình như là đủ. Mình sẽ lên một cái gì bây giờ nhỉ? Cái gì giúp giảm hồn siêu nhiều tí. Đây. Nhưng mà cái này không phép. Mình sẽ lên một cái gì đó. Đây, giảm 20% hồn siêu. Rồi, ok, ngon. Nào, phút trụ thôi. Phút trụ. Xong phút trụ. Chạy thôi. Chim cút. Vâng, thanh niên kia gọi là truy đuổi mình rất là gắt gao luôn. Đấy, giảm 20% hồi chiều rồi. Mình sẽ lên thêm một cái răng vẹt bạch kim đó. Rồi bây giờ về để di game. Sau đó là tiếp tục tấn công khu vực mid. Đấy. Sau cái lần tấn công tới thì bây giờ mình chỉ còn 700 tiền nữa là mình sẽ lên được cái khiên đấy rồi. Cái khiên phải nói là giảm rất là nhiều thời gian hồi chiều, giúp cho Mina spam skin tốt hơn. Á đồ, ở trên khu vực top lại còn đánh nhau. Về đi bạn ơi. Thôi đừng cố, chết bây giờ. Tôi đang đến đây. Có động phộng. Không về. Tôi chạy nhanh hơn bạn mà. Ngoáy, vâng, tuyệt vời, như vậy là chết luôn. Do mình lên cái giày chạy nhanh cho là trong cái tình huống vừa rồi là thanh niên có phần thoạt về cấp độ so với mình, thoạt về cái tốc độ chạy so với mình là rất chết và không. Bây giờ farm rừng là điều quá xa xỉ đối với Mina rồi. Mina khỏi farm rừng luôn rồi. Như vậy là bot lại có chiến sự xảy ra. Mình sẽ di chuyển xuống khu vực đường bot. Rồi, farm sát sát vào. Rồi, hai con hàng ngon ơ, vâng, tuyệt vời. Giết. Úi dồi ôi, Mina sẽ đi đâu hả Mina ơi? Mina, vâng, tuyệt vời, Mina lên bảng điểm số luôn. Xin chúc mừng. Vâng. Ôi, con quán chị này ăn luôn. Ôi bạn ơi, giúp mình ăn với. Đậu phộng, đồng đội. Về, con này. Chạy đi đâu. Lặng sát thương rồi. Nào, quay lại. Rồi. Nào, chạy đi đâu. Rồi, quay lại đánh đi. Ôi, đủ mạnh quá cơ. Ôi, holy shit. Ôi, hết mana. Đậu phong. Tôi không muốn. Nào. Tôi không muốn. Tuyệt vời. Chạy. Đã chuồn rồi. Ôi, kinh quá cơ. Vâng, tuyệt vời, như vậy là mình đã thoát chết trong gang tấc. Vâng, tình huống gọi là hổ báo đuổi theo, tí nữa thì đền mạng. Holy shit. Nói chung là rất nguy hiểm. Hình như đủ tiền rồi. Đi nhanh cho xong đấy. Đấy, xong, tuyệt vời. Nào bây giờ item tiếp theo mình lên sẽ là cái item là đây xong. Được. Ngoáy luôn, vâng, chết luôn. Chết, người ta gọi là chết không kịp nha. Nên là mình sẽ lên cái item nào. Đây có 275, đây có 185 phép. Mình sẽ lên cái này bởi vì nó có thêm 8% tốc độ di chuyển, bắt người sẽ tốt hơn. Rồi khu vực bot đang có đánh nhau, mình sẽ tiếp tục đi xuống khu vực bot này. Không về à? Tôi bỏ qua thằng này. Thanh nhiệt nhìn thấy không chịu về này. Á đủ rồi.
đồng đội, ông làm gì vậy? Oh shit. Thôi, lại ông. Rồi, Omega, anh ta đánh rất tốt luôn đấy. Chạy. Vào đây. Ui, đau quá. Đùa chứ, Omega mà giúp mình trong cái tình huống mà mình còn rất là nhiều skill. Thì có lẽ là hai thanh niên kia đã lên bảng điểm số rồi đấy. Rồi, mở gan ga, treo máy à? Học rồi. Rồi, làm gì thì làm đi. Chạy đi đâu. Vâng, tuyệt vời. 1-2 luôn, một tình huống 1-2. Vâng, quay lại đây, đánh nhau đi, chạy làm cái gì, chạy đi đâu. Rồi, giết. À, cố chạy này. Mina đúng không? Giật quẩy. Vâng, Mina lên bảng điểm số. Rồi như vậy là ok, vỡ nhà bây giờ. Chết. Ui, rộng hợp, vâng. Rất là ảo diệu luôn. Ô, vù vợi, team lại thua này. Bên mình không hiểu sao mà họ có thể đánh rất là vớ vẩn được như vậy. Rồi, lên bảng điểm số luôn. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bố láo. Tìm AK rồi các bạn ạ. Đậu phộng. Chạy đi đâu. Giết đi bạn ạ. Đúng rồi. Tuyệt vời đấy. Rồi. Thanh niên này. Vâng, giết. Hổ báo cáo trồn này. Ôi, Bình tĩnh. Lên bảng số. Lao liệu. Chạy đi đâu. Không thể chạy được. Ô, làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Đùa này. Vào đây mà đùa. Rồi mình sẽ về dị nhà người đã. Rồi do team mình là rất là nhiều thanh niên AK trên trận đấu này luôn. Nó khó mà có thể là chiến thắng được các bạn. Nói chung là trận đấu danh đầu tiên nó hơi bị chán trường một chút. Rồi. Gì mà ghê hả bà? Rồi đây là trận chiến của hai con trâu đây. Không biết là ai sẽ là người chiến thắng, nhưng mà chắc chắn là mình gần nhà hơn thì mình sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Mình ở gần nhà hơn thì mình sẽ có nhiều lợi thế. Giáp hộ mệnh, đóng thành công. Này, trâu này, trâu bò này.
Rồi về nhà đi game tiếp. Ôi dồi ôi, team có 5 thằng thì đến 2 thằng AK. Thế tôi biết đánh làm sao đây? Tôi biết đánh làm sao đây? Tôi biết đánh làm sao đây? Nào cố lên, sắp giết được tôi rồi. Cố lên. 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 Rồi như vậy nhà đã bị tấn công rồi. Rất là chán trường luôn. Giải quyết một hộ. Giải quyết một hộ. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Á đồ. Chạy đi đâu. Mình sẽ ép người này bằng chết thì thôi. Có chết không thì bảo. Vâng chết rồi. Ui đau quá. À, à. Ui. Rồi về nhà thành công rồi. Ôi trời ơi, một thanh niên phép mạnh. Một thanh niên gọi là suýt nữa thì lết của team. Cuối cùng là hai thanh niên AK. Vào đây. Đứng ở trong tập team bạn luôn chứ mình không có xoắn. Giết. Giết. Chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đi đâu. Trời ơi, mình không bao giờ có thể nào mà. Không thèm gọi là chạy ra luôn nhá. Không thèm chạy ra luôn. Chạy đi đâu. Định chạy đi đâu. À. Rồi rồi bắn mạnh vào. Bắn nữa đi. Bắn nữa đi. Bắn nữa đi. Ôi. Mày quá. Đi theo tôi. Rồi. Giết. Đây rồi anh em. Báo, hổ báo, hổ báo này, hổ báo này, hổ báo này. Rồi mình khiển được anh em rồi, tuyệt vời quá đi thôi. Nào hồi sinh ra, hồi sinh ra, hồi sinh ra cũng chết thôi. Hồi sinh ra này. Vâng, bây giờ mình đã khiển được đồng đội của mình rồi. Quá ngon. Rồi. Bê thẳng đi bạn này. Không có điều gì có thể ngăn cản đâu. Chạy đi đâu. Giết. Hồi máu luôn. Hồi máu luôn. Vâng. À, đi theo mình. Nào. Chúng ta cùng phê trận này nhanh. Chỉ với 3 thành viên thôi. Không cần nhiều. Đánh đây đã. Không phải đi. Không phải đi đâu cả. Rồi. Sắp thẳng vào nhà địch luôn. Tớ chết rồi. Bây giờ tôi dắt lên rồi các bạn ạ. Nào xem ai sẽ là người phê nhà nhanh nào. Xem ai sẽ là người phê nhà nhanh đây. Giết. Giết luôn. Giết luôn. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Giết đi bạn. Thôi xong. Rồi một cái nỗ lực rất là lớn đến từ mình. Nhưng mà rất tiếc là tại sao mình khiển mà lại không đi theo mình ấy hả? Đã nói là đi theo thì phải đi theo toàn bộ đi nhỉ? Rồi như vậy là thua rồi. Quá đáng tiếc. Đáng lẽ hai ông kia mà đi theo mình có lẽ là trận đấu đã kết thúc rồi. Và phần thắng đã thuộc về team 1. Và các bạn thấy sao về cái trận đấu này? Thì mời comment ở phía dưới video. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ mình ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của Happy Dream về cái tựa game liên quân này. Xin chào.